Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay mình có dịp đi Cần Thơ và vô tình mình phát hiện hai chú cá lau kiến màu vàng nhìn rất là đẹp và lạ. Thì sẵn đây thì mình cũng xin quay để chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn cùng xem. Thì hai chú cá lau kiến màu vàng này được nuôi trong một cái bể kính cùng với những con cá thể tượng và một con cá lau kiến màu đen khác. Ở đây quý anh chị các bạn có thể thấy là nó bơi lội hoàn toàn tự nhiên và khỏe mạnh, không phải mô hình gì nha quý anh chị các bạn. Đây mình quay rất là thực tế, mình không có cắt ghép gì nha quý anh chị các bạn, hoàn toàn là sự thật. Nó có màu vàng rất là lạ, nhìn này rất là độc. Thì ở miền Tây mình cá lau kiến rất là nhiều, hầu như là ở nơi nào cũng có, tỉnh nào cũng có. Ở miền Tây mình rất là nhiều, mình đã thấy rất là nhiều con cá lau kiến và cũng từng ăn món cá lau kiến hầm sả rất là ngon quý anh chị các bạn. Nhưng cá lau kiến màu vàng thì đây là lần đầu tiên mình được thấy. Toàn bộ phần thân, vây, đuôi của cá lau kiến đều màu vàng, rất là đẹp, nhìn vô cùng lạ. Đây còn có một chú cá thể tượng rất là to. Cá lau kiến hay còn gọi là cá trụ kiến, ở Việt Nam thì nhiều người còn gọi nó là cá tỳ bà. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì cá lau kiến rất là phổ biến, rất là nhiều. Thường thấy ở các kênh rạch, ao, hồ, sông. Hầu như thì nơi nào cũng có cá lau kiến. Loại cá này thì có chiều dài, có thể là đạt đến 70 cm. Cá lau kiến được xem là một chuyên gia ăn rong gieo và dọn các chất thừa thải trong bể kiến, bể nuôi. Có thể nuôi chung với nhiều loại cá khác, vì thế mà chúng còn thường hay được gọi là tên là cá trụ kiến. Ngoài ra thì hiện nay ở miền Tây mình, cá lau kiến cũng được sử dụng như một món ăn rất là ưa thích. Hương vị của cá lau kiến thì được nhiều người dân được đánh giá là có thể ngon, không thua kém gì thịt gà vì độ ngọt, dai và đặc biệt. Đặc biệt là khi kết hợp với sả, làm món cá lau kiến luộc sả thì một hương vị rất là tuyệt vời.